Rồi hai chị em nhá. Đúng rồi, chụp cả hai chị em này nó đỡ xấu hổ này, đỡ thẹn này. Ủa bắt đèn lên. Nhân đây bỏng tóc. Không rận như tóc mày. Dùng bớt rồi. Đâu? Tóc cho mỏng. Ừ, tóc em dùng bớt rồi. Tóc chọn dày nhá. Đơn đơn. Ôi chị Phương này. Làm cầu như kiểu gì? Uầy. Cái khóa của cậu Doanh với Thành. Ngon. Mùa này ăn luôn rồi. Uống chụp đây. Quay đứa nào. Đứa nào nó lấy vào ủi rồi. Cái cành ấy vẫy ra ngoài. Đầu nó vườn đi xuống. Ủi to. Tao cũng buộc rồi. Ối này buộc ăn luôn. Ui dù. Vân ra. Vân. Nó không có thu cái bỏ đứa nào. À, nhưng mà buộc ăn nước vào vớt ra. Không buộc này không lấy. À buộc rồi ấy à. Ừ. Buộc ăn cái nhũn. Không. Đâu có nhũn. Mình xem tí. Cũng không buộc nước không. Nước nó vào đó. Đem nước vào đấy. Quả đây nước vào. Để hấp thôi. Ăn nước nó vào như thôi nhá. Không không chặt. Hơi mưa nó chảy vào. Không chặt. Chặt. Đúng rồi. Không khổ. Cái nhân vụ ra như vậy. Ngân Ngân không nhai được. Thế thì giống bà rồi. Ngày xưa bác cũng ăn nổi hăng quá cho nên là răng dựng hết. Đến bây giờ có nhìn thấy ổi dựng dựng. Thì ăn nhưng không ăn. Giờ tao cũng trông thấy mía không thèm nhưng không nhai được. Hôm nay mỗi rắn mía về, mỗi rắn ra hình hoa mà bỏ ngọt đâu ha. Cái Nguyệt năm nay học lớp mấy rồi? Lớp 8 hả? Thế còn Ngân? Lớp 3. Lớp 3 thế lại còn thua vịt lớp à? Đáng nhẽ bằng đấy. Nó học bằng tuổi lắm. Bằng tuổi nhưng mà non năm. Nguyệt mà ra lại còi lại cứ phải bê em thì còn còi. Sau lại coi như với được thằng coi như to như cái cối đá lỗ, thằng hồ vẹo sườn. Thằng con trai thì chăm bẩn rồi, nhạt phải. Trước rồi đâu. Phải béo rồi. Thằng đấy ngồi. Chú Thuận về nhà hàng xóm đấy coi như để ra đứa thứ hai. Về bà hỏi con trai con gái. Con trai rồi. Bảo thế thì mời coi cả họ đến liên hoan, cả họ liên hoan bơ thì mà đứng dậy thông báo chính thức là trai nhưng mà nó đáng ngồi. Thôi để Trung Anh đó, Trung Anh đó. Trung Anh vẫn trêu vẫn gán cho vịt rồi. Chẳng xưa bố ở nhà con mình, em mà không than người yến thế nó nóng lắm. Bạn bè treo nhiều mà tự ái, còn em mà cả thậm chí của Liên có nó bắt ngồi với ông đàn bà cứ cố ngồi ăn, chẳng như rượu cứ chén ăn được nhiều. Thì cũng phải tự động viên đấy chứ không biết làm nào. Thế bố xin để treo đến mức độ thế của chú. Bố nó cứ treo thì tức thôi. Chẳng mặc kệ, em sung bông đàn bà em ngồi cứ thế ăn.
Thí dụ ở đây đám cưới rồi mời cả trưởng chứ thì hoạt bảo rồi. Hoạt mới trưởng mới ngồi mâm. Cùng họ đấy. Cùng họ. Đề. Cùng đề. Đấy. Bạn thì bạn. Gia thì bạn mới đề. Bây giờ này. Gia này đi đường khác nữa. Giai hôm nọ lên đám cưới vào coi như hai giặc dạo này thế nào. Ui chúng ta kinh lắm. Nhà Giai là hai đứa đầu con gái. Quá ác lắm. Cái tên nhanh em bảo ai. Giống nó bảo ai. Thế như là nhìn nó có giống là cái. Làm cái chắc là nhiều người bảo đâu nó trèo cái bàn của mình á, nó cứ nhảy lên nhảy xuống. Thế nhưng mà có như, có thằng nào nó đến đến nó nhận không? Ngày nào mấy thằng nó dọa rồi. 88 đặt ra. Ngày mà tức thì nói. Nó kiểu bênh như con kia kia ấy nó nói. Thế cuối cùng đều oan cả. Nhưng mà làm sao mà chúng nó lại phải bênh đâu, chúng nó bênh gì chúng nó bảo vậy. Chúng nó bảo vậy, lúc nào cho chúng nó đến chúng nó nhận thôi. Thắng rồi. Cái vợ cũ đi lấy chồng khác thì cũng là đẻ. Thừa đi lấy chồng cũng đẻ đẻ con trai rồi mà. Đẻ thằng Soàn bố lại bố cũng mắng, còn ác phải lạ thai.